Vâng, xin chào anh chị. Ngày hôm nay tôi sẽ dẫn anh chị đi review tham quan một khu nhà xây mới liền kề gồm có 9 căn ở tại khu vực An Khánh, Hoài Đức. Như anh chị có thể thấy ở đây, khu vực này cách cái mặt đường 72 này của chúng ta chỉ có vài bước chân thôi. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo tôi đi vào tham quan khu đất nhé. Đây chính là cái ngõ để đi vào cái khu nhà liền kề của chúng ta. Ngõ này thì tôi thấy đâu đó rộng khoảng độ 2m, gần 2m đấy. Thì ngõ này thì chắc chắn là ô tô không thể vào được rồi. Đấy, nhưng mọi người có thể thấy trên kia là cái xe chở xi măng, người ta vẫn đi vào bình thường, vật liệu xây dựng vẫn vào bình thường. Đấy, vị trí này nhá, như mọi người đã biết thì là cái đường 72 chúng ta sắp tới sẽ có quy hoạch mở rộng ra rất là lớn, thì nó sẽ ăn vào đúng cái vị trí ở vị trí này. Đấy, và cái khu đất nhà 9 tầng 9 căn liền kề của chúng ta ở đây sẽ đón đầu quy hoạch mở đường đường 72. Đấy, anh chị sẽ thắc mắc rằng là đâu nhà đâu, thì đây chính là cái vị trí 9 căn nhà của chúng ta. Thì vị trí này hiện tại đang là chủ đầu tư họ đang san lấp mặt bằng thôi, cỡ khoảng độ 1-2 tháng nữa thì sẽ mới bắt đầu là động thổ. Thì dự kiến là khoảng độ đầu năm 2023 hoặc là giữa năm 2023 thì sẽ bắt đầu đi vào bàn giao. Ở khu vực này thì sẽ có tổng cộng là 9 căn và diện tích thì đâu đó rơi vào khoảng độ hơn 30m² một chút. Và cái mức giá thì rất là hợp lý, rơi vào khoảng độ hơn 2 tỷ. Thì ở cái vị trí này thì có cái điều gì nó đặc biệt mà tôi lại muốn giới thiệu anh chị? Thì cái vị trí này ấy, thì như tôi đã nói đầu tiên, đó là ở gần ngay cái mặt đường 72 của chúng ta. Đấy, hiện tại nhá, nó chỉ cách đâu đó khoảng độ 20m này. Hiện tại cách 20m. Và sau quy hoạch thì gần như là nó sát mặt đường luôn. Nó sát mặt đường luôn anh chị ạ. Đấy, là cái thứ nhất là đón đầu về mặt quy hoạch này. Cái thứ hai là cái vị trí của nó thì tuy là khu vực ven đô, nhưng nó luôn có những cái lợi thế rất là khác biệt so với những vị trí khác. Ví dụ như là ở vị trí này nhá, nếu mà so về đường chim bay ấy, nó chỉ cách cái dự án Vinhome Thăng Long đâu đó khoảng 1 cây số thôi. Đấy, còn đâu cách cái vị trí là Vinhome Smart City là rơi vào khoảng độ 3 cây, cách Aeon Hà Đông là rơi vào khoảng độ 4 cây số. Đấy, rồi là từ đây mà chúng ta đi lên khu vực ở Mỹ Đình làm việc này, hay là khu vực Hà Đông Thanh Xuân thì nó cũng rất là thuận tiện. Hay là anh chị có đi lên xem đá bóng sân vận động Mỹ Đình gì chăng nữa, nó cũng rất là gần. Từ đây đi vào trong khu vực nội thành mất khoảng độ đâu đó khoảng 15 phút thôi. Đấy, rất là gần, rất là nhiều những cái tiện ích sống như vậy. Đó, và giao thông di chuyển cũng rất là thuận tiện. Đặc biệt ở vị trí này anh chị mà có ô tô chẳng hạn, đấy, chúng ta sống ở những cái vị trí như thế này thì nó cũng rất là thoải mái, không sợ tắc đường hay là không có chỗ để ô tô. Với cái mức giá là hơn 2 tỷ. Và cái mức giá này anh chị lưu ý nhé, không phải là mỗi đất không đâu, mà nó sẽ bao gồm cả nhà xây mới nữa. Đấy, ở các căn ở đây thì tôi nhớ không nhầm là diện tích rơi vào khoảng độ 30m và được xây mới 3 tầng. Và mặt tiền thì rơi vào khoảng độ 5m. Đấy, cái nhà thì với cái thiết kế thì khá là vuông vức. Và với cái mức giá hơn 2 tỷ thì nó sẽ tương đương với một căn hộ 2 ngủ cho đến là 1 ngủ cộng 1. Diện tích từ 43 cho đến là 54m² ở tại dự án Vinhome Smart City, cách chúng ta có khoảng độ 3 cây số thôi. Đấy, thì với cái mức giá xem như vậy mà ở đây thì chúng ta mua một căn nhà 3 tầng diện tích 30m thì có tới 90m² sử dụng. Thì và rõ ràng là khi chúng ta sở hữu một căn nhà mặt đất như thế này thì yếu tố tăng giá trong tương lai ấy sẽ tốt hơn rất nhiều so với một căn hộ chung cư. Nếu anh chị sẽ lựa chọn như thế nào? Đấy, nếu anh chị mong muốn nhận được thêm thông tin ở khu đất này hay đi xem thực tế trực tiếp thì hãy cứ nhấc máy lên liên hệ ngay cho tôi, Vũ Khỏe Bất Động Sản.